Ngày mai á, tới kỳ khảo thí, ta sẽ rất là lu bu. Ngươi coi mà chăm sóc cho nó ăn uống đàng hoàng. Dạ, quan cứ yên tâm, con biết quan cưng con Thiên Lý Mã của quan như thế nào mà. Thật ra việc quan trọng hơn, ta chỉ nhắc là chuyện ăn uống của nó thôi. Cứ nhốt nó ở tạm trong chuồng, thi cử xong ta sẽ dẫn nó ra ngoài đi dạo. Dạ. Nè, ngươi ngoan nha. Thôi, ta đi đây. Dạ, con chào quan. Nhanh mày. Mày nên nhớ, phi vụ này phải tuyệt đối kín đáo, nếu không thì hai đứa mình mất mạng. Biết rồi, yên tâm. Nhớ lần tao nói đó. Mày gì vậy? Nè, cẩn thận nha mày. Biết rồi, có chừng đó. Biết rồi. Coi bói dân mạng khoa cử đây. Ai coi bói không? Coi bói đây. Bói dân mạng khoa cử đây. Ai coi không? Coi bói nè. Phụ. Phụ ơi, còn không vợ? Không thấy ai hết trơn à. Anh Tèo đừng lo, chắc chắn sẽ có người mà. Anh ơi, vô đây coi bói đi anh. Coi bói đi anh. Một thằng nhóc mà lại đề bản xem bói, chuyện này lạ thiệt. Hay là mình vô xem một quẻ đi ha. Ê, coi có đúng không nhỏ? Ừ. Dạ đúng mà. Không đúng phải đền tiền nha. Dạ, không những đền tiền mà đền gấp đôi luôn á. Đâu, vậy coi cho ta kỳ này ta thi đậu hay rớt. Quần long vô chủ, năm nay trong kỳ thi có biến. Nói bậy. Hả? Kỳ thi quốc gia làm gì có biến. Nói bậy, lính bắt bây giờ đó. Nói thiệt mà. Nhưng mà anh chưa trả tiền mà. Chưa nộp tụi bay cho lính á, là may lắm rồi, còn đòi tiền nữa hả? Chuyện gì vậy? Đi. Trả tiền. Anh ơi, anh chưa trả tiền, trả tiền mà. Chưa bắt mày là may lắm rồi, còn đòi tiền nữa. Mất thời gian. Chuyện gì bộ ngào dữ vậy? Anh ơi, trả tiền em đi mà. Ủa, Tí. À, quan. Tưởng là ai? Thì ra là người quen làng Hạ đi mà. Dạ, con chào quan. À, Tí lên đây đi thi hả? Dạ, con không chào muốn quang. Đi mà bị ép đi thi á quan. À, vậy là tốt rồi. À, mà con có chỗ ở chưa? Dạ, con định bói, kiếm chút tiền rồi đi kiếm chỗ ngủ. Thôi được rồi, về chỗ ta ở đi. Vậy thì đỡ quá. Con tưởng là hôm nay ngủ bờ ngủ bụi đi chứ. Giả bỗng quan, có chuyện không hay được quan ơi. Có chuyện gì? Con Thiên Lý Mã của quan đã bị mất rồi. Ngươi nói sao? Con Thiên Lý Mã đã bị mất? Dạ, giả bỗng quan, lợi dụng trong lúc đông đúc lộn xộn, kẻ gian đã trà trộn lấy mất con Thiên Lý Mã rồi. Thôi được rồi, ta có gì phải vào triều. Ngươi hãy chạy về lo mà chuẩn bị phòng ốc cho hai đứa nhỏ này ngay. Nhớ làm chu đáo đó. Dạ. Ngươi làm xong rồi cho hai đứa nhỏ này về sau. Xong việc ngươi tìm con Thiên Lý Mã về cho ta. Dạ. Quang ơi, hay là bây giờ Quang để cho Tí bói đi, biết đâu bói ra con người sao. Có được không? Dạ, để con xem sao. Sao ngươi còn đứng đây? Dạ. Dạ. Đã thiệt, nhà giàu đúng là xuống ghê luôn á. Nhà quan ở dưới mình không bằng một góc của nhà quan trên kinh nữa. Ừ. Nay mai mình làm cho giàu giống như vậy nha. Thì làm quan nè. Làm quan hả? Ừ. Vậy là mình phải học rồi.
học thì mới làm quan được. Hay là tí chỉ anh nha. Học thì học. Ủa, hai đứa đến rồi hả? Dạ. Dạ. Có mệt lắm không? Vào trong đi, giường chiếu mình gối có sẵn hết rồi đó. Rồi à, lát nữa có người mang đồ ăn qua cho. Dạ, dạ. Con cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn. Nhà Quang có cúng tam từ kênh ông chú, cho con mượn chút. Nhà của Quang á, thì tất nhiên sách nào lại không có. Ủa, mà mượn để làm cái gì? Dạ, con báo kiếm người ăn cắp ngựa. Khanh nói sao? Có thằng nhỏ lần hạ đi thi nữa à? Bẩm, nó đi cùng với một đứa trẻ khác. Nó dám để bản coi bói để kiếm lương ăn. Thần đã cho người đưa nó về phủ của thần ở đỡ rồi. Thằng bé đó, trẫm rất có duyên với nó. Hôm nào trẫm sẽ gặp nó một lần. À mà thôi, để kế hoạch mình vẫn như cũ. Lúc mà trẫm lên trao mũ áo cho Tam Khôi, trẫm sẽ bố cáo cho sĩ tử và bá quan nghe. Rồi sau đó trẫm sẽ quay lại ngai vàng. Dạ bẩm, bệ hạ cứ y vậy, phần còn lại để thần lo. Chắc chắn không phải đổ một giọt máu nào, thưa bệ hạ. À, hãy cẩn trọng tình hình bên phủ chúa giúp ta. Không biết bên phủ chúa có biết gì không? Bệ hạ cứ yên tâm, chúng ta đã tính như vậy, chắc chắn không lộ đâu. Bẩm chúa thượng, ngay khi hoàng thượng lên đài, ta cài người của ta vào để gây rối, sau đó cho sát thủ ra tay nhanh gọn lẹ, coi như là hoàng thượng bị ám sát do sĩ tử không phục kết quả khảo thí. Được rồi, càng lộn xộn càng tốt. Dạ bẩm chúa thượng cứ an tâm. Mã. Mã. Ngô. Ngô. Dương. Dương. Thử lục xúc. Thử gì? Lục xúc. Thử lục xúc. Nhân sở tự. Nhân sở tự. Đúng là làm giàu đâu có dễ đâu. Cái gì mà lục cục lòn thòn, khó không muốn chết luôn à. Thì anh ráng đi, phải bắt đầu từ đầu. Ờ, à, tí, nghe em nói em tìm ngựa trộm ngựa, sao không thấy em tìm vậy? Ờ, thì anh cứ học đi, em vừa dạy anh, em vừa suy nghĩ nè, đọc theo em. Mã. Ngô. Ngô. Dương. Dương. Thử lục xúc. Thử lục xúc. Nhân sở tự. Nhân sở tự. À, vậy là mã là ngựa, còn tự là chữ đúng không? Đúng rồi. À, thế anh hay không? Anh đúng là giỏi. Trời ơi, chết rồi, nó bói ra mình rồi. Mã là ngựa, tự là tên của mình. Không lẽ thằng nhóc này là thần sao? Mà làm sao nó lại biết mình vậy? Không, không được, mình phải tử thú. Hai nhóc ơi, làm ơn tha cho chú đi. Chú chính là người trộm ngựa nè. Con làm ơn đừng có nói với quan nha. Con tha cho chú đi, tại vì chú túng quá nên lỡ lấy con ngựa thôi. Biết liền chú lấy mà, vậy chừng nào chú trả lại ngựa cho quan? Chú sẽ trả lại con ngựa, nhưng mà con giúp chú đừng có nói cho quan nghe. Quan mà biết chuyện này, quan đuổi chú, nguyên gia đình chú chết đói đó. Vậy chừng nào chú mới trả lại ngựa? Giỏi, giỏi lắm. Không ngờ á, con tìm ra con ngựa lẹ như vậy. Thì con là thầy bói mà. Bói làm sao mà đúng ngày giờ trả ngựa luôn chứ. Giỏi. Nhưng giỏi hơn á, là con phải biết tên của thằng ăn trộm đó. Con biết không? Con biết chứ. Là ai? Nói cho ta nghe. Mà thôi con không có nói đâu. Người ta trái đồ gian á, là người ta ăn năn hối cải lắm rồi. Con là một đứa bé khó lòng, ráng thi đậu làm quan cho bá tánh nhờ. Nhưng mà con không có thích. Nếu số mệnh đặt để á, thì trời trời cũng không khỏi nắng đâu con. Ha ha ha.
số mệnh đặt để. Thì ý là số mệnh của Tý là làm quan lớn đó. Nhưng mà em không có thích cái số mệnh đó đâu. Em không có thích làm quan. Thiệt đó. Em chỉ muốn ở nhà với mẹ, ra ngoài đồng thả diều tắm mua thôi à. Nhưng mà nếu cái đó là số mạng thì khó né lắm á. Tính ra hai anh em mình cũng đâu có vô tích sự đâu, đúng không? Vậy mà hồi đó cứ bị chửi hoài à. Ê Tý, có khi nào mai mốt Tý thi đậu không? Anh Tèo đừng có lo, em có cách hết. Cách? Các sĩ tử hãy nghe đây. Sau khi có ba hồi trống lệnh thì tất cả phải làm bài. Một hồi sau có ba hồi trống nữa thì tất cả phải nộp ống quyển. Nghe chưa? Dạ rõ. Đây là hội thi, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nếu kẻ nào có mắc cái gì á thì phải ráng mà chịu, hiểu chưa? Dạ, hiểu. Còn sĩ tử nào mà chịu không nổi á thì coi như là mình bỏ cuộc. Rõ chưa? Còn sĩ tử nào mà phạm quy á là đuổi thẳng. Rõ chưa? Dạ rõ. Trống. Bắt đầu làm bài. Thời gian mà. Giấy cần trống nữa nè. Văn chương phú lục đã xong rồi, thừa giấy làm gì chẳng dễ dôi. Tớ có một điều xin bảo thật, đứa nào cười tớ nó ăn bòi. Vô lễ mà. Phải phạt thật nặng, tống giam và cấm thi vĩnh viễn. Hình như bài thơ chưa có hết. Đọc tiếp đi. Ông còn muốn nghe nó chửi hết tập hay sao? Thôi được rồi, muốn nghe tôi đọc cho nghe. Voi mẹ, voi con, voi lúc nhúc. Chú Sơ, chú Phúc, rút mà coi. Đó, vừa lòng ông chưa? Nó chửi chú Phúc là tôi, còn chú Sơ là mấy ông đó. Các ông bình tĩnh. Đúng là thằng nhỏ nó hơi quá. Các ông thấy không? Khúc đầu của nó không có thí sinh nào làm nổi. Nè, cho dù á văn thơ có trồng bay phượng múa, nhưng mà thái độ của nó láo xược như vậy á thì không thể nào chấp nhận. Phải phạt nặng. Qua những lời của quan thái phó, bài văn đó nếu hoàn tất sẽ là ánh văn trác tuyệt trong lịch sử thi hương. Thằng nhỏ nộp bài sớm là nó cố tình, chứ không phải không làm nổi đâu. Nói bề gì thì nói, nó cũng đã phạm luật, không thể nào chấp nhận, phải trừng phạt thôi. Phạm quy là cái chắc rồi, về thôi. Ủa Tý, em bỏ giấy trắng hả? Em đã nói là em không muốn thi rồi mà. Không biết mẹ em hết bệnh chưa nữa. Mẹ em á thì có mẹ anh lo. Thôi đi về đi. Ủa sao bắt con? Nè, cái thằng đánh con, ngươi tưởng á ngươi gây chuyện xong rồi ngươi trốn về quê được dễ như vậy sao? Mấy ông làm gì sẽ phụ con vậy? Sẽ phụ con đã nói là không muốn thi mà.
Còn nhỏ mà trắng mắt, lớn lên thì ai chịu nổi. Nè, ta trị tội nó cho nó chưa? Bộ tưởng trong nhà của quan thái phó là ta không dám trị hả? Ta chẳng hay có chuyện gì vậy? À, ta hiểu rồi. Ta có nghe chuyện lộn xộn ở trường thi, có đúng không? Dạ bẩm đại nhân, nếu đại nhân đã biết rồi thì xin đại nhân để cho hạ quan làm tới nơi tới chốn, để lấy lại trật tự cho khảo thí. Đúng, ngay làm đúng lắm. Phạm quy cỡ đó là phải đánh đòn là đúng rồi. Nhưng có điều ta muốn nói để ông nhẹ tay giúp. Đây là lỗi của ta. Đại nhân nói như vậy là... Thiệt ra thằng bé này đâu có đủ tuổi để đi thi. Có cái là câu đố của ta. Cái câu kiếm con dê đực có chữa đó, sĩ tử của cả nước đều bó tay. Dạ. Chỉ có một người duy nhất giải được câu đố này, chính là thằng bé đây. Chính là... là nó. Phải. Chính vì thấy tuổi nhỏ mà thông minh lanh lợi, ta một hai dụ nó đi thi, cũng có thể coi là đặc cách. Nếu đúng hiện tại thì coi như phát hiện sớm để đào luyện sớm, còn sau này cống hiến cho triều đình. Tuy lanh lẹ nhưng lễ nghĩa dĩ nhiên không thể bằng đàn anh lớn tuổi hơn. Bởi vậy mới có chuyện phạm quy. Dạ. Mong ông vì mục đích lớn hơn mà tha cho nó, coi như bỏ lỗi cho ta. Dạ, đại nhân đã có lời như vậy thì hạ quan làm sao mà dám. Đa tạ ngài rộng lượng. Tí, sao không mau quỳ xuống tạ lỗi với quan trên? Dạ, con xin lỗi quan trên. Nè, ta nói cho nhà ngươi biết, nhờ có quan thái phó ra mặt, nhà ngươi mới thoát chết đó nghe chưa. Nếu mà có lần sau á, nhà ngươi mà quậy đó hả, có trời mà cứu cho nhà ngươi đó, hiểu chưa? Xin phép quan thái phó. Đi. Dạ. Chào quan. Sao con làm như vậy? Mai đây là vòng ngoài, còn vô vòng trống mà đích thân hoàng thượng làm chánh chu khảo. Nếu mà con gây chuyện nữa là phạm tội khi quân, con biết chưa? Vậy là con phải thi tiếp sao? Ừ. Chán quá à. Muốn bày trò gì nữa đây? Kiếm chuyện là nhà ngươi biết tay ta đó nghe chưa? Hoàng ơi, không quá hoàng. Đây là hội thi, nếu mà dễ thì bao nhiêu người thi rồi, chứ không tới lượt ngươi đâu. Khôn hồn á thì làm đàng hoàng nghe chưa? Nhưng mà khúc cuối con bí thiệt rồi hoàng. Không nổi á thì để trống, đừng có dễ dời làm thơ bậy bạ chỗ đó. Nhà ngươi thích với ta đó nghe chưa? Dạ con biết rồi. Chóng. Bẩm quan thái phó, kết quả năm nay tương đối đồng đều, không quá tệ, cũng không có gì quá nổi trội. Duy nhất chỉ có bài thi này. Bài này thì sao? Phạm quy à? Bẩm không phải, bài này văn chương xuất chúng, đáng được đặt cách thẳng vào đình thi. Có điều khúc cuối của nó thì... Khúc cuối của nó thì sao? Thì... Đưa ta xem. Ô hô. Văn gì mà khó đọc quá vậy trời. Ô hô. Gia trâu tan mít, tư ký thành bưng bích chi công. Dám dở nhà chay, thượng ký đổ thì thùng chi liệu. Bẩm, để hào quang cho ráp phách coi là ai. Ta mới nghe qua là ta đã biết ai rồi. Nhưng mà các ngài cứ thử đi. Ta biết ngay là ngươi mà. Tại sao vậy? Ta cảnh cáo nhà ngươi rồi.
mà tại sao nhà ngươi dám bỏ bài thi làm thơ bậy bạ trong đây? Đâu, chữ nam bậy bạ đâu quan chị con coi. Đó là bài thơ Vịnh Cái Trống mà. Ý của ta là tại sao nhà ngươi không chịu làm bài mà tự nhiên viết cái trống vào trong đây? Ủa, thì quan béo con làm vậy mà. Ta, trời ơi, quan cho ta quá, quan cho ta quá, ta xuống nhà ngươi làm hồi nào? Thì con than Bí, cái quan nói Bí thì để trống vô chỗ đó, thì con để trống vô đó rồi còn gì? Ngươi, nó nói ông xúi kìa. Tí, con cũng thiệt là, phải mà con không kiếm chuyện là đã đậu cao rồi. Nhưng để tài năng của con, ta đây thuận cho con tiếp tục vào vòng trong. Lần này lo làm bài cho đàng hoàng, không được kiếm chuyện nữa đó. Anh sợ á, lần này tới đậu nữa đó. Mà tỷ đậu chỉ làm quan chứ tính làm sao? Không bao giờ đâu. Anh Tèo ráng đi, sau kỳ này hai anh em mình về. Chứ tính làm sao? Không lẽ giờ bỏ bài nữa hả? Hai lần rồi, kỳ này không so kỹ lắm á. Không có bỏ bài nữa, phải có cách khác chắc chắn hơn. Cách gì? Thì từ từ anh sẽ biết. Nghe tôi nói nè, phải chú ý cái thằng này. Đã hai lần rồi, mình du di cho nó, lần này nó mà kiếm chuyện nữa hả, lại bắt liền không nương tay cho nó đâu, nghe chưa? Nhưng nó đang được quan thái phó nâng đỡ. Nếu mà không có quan thái phó đó hả, thì cái vụ vẽ voi đó nó chết từ lâu rồi. Lần này hoàng thượng không đỡ nổi cho nó đâu. Nhưng văn chương của nó chưa ai địch nổi. Chẳng lẽ hai ông tin một thằng con nít như vậy chưa biết lễ nghĩa là gì mà làm nên chuyện hay sao? Cái thứ này cho về giường đuổi gà đi. Không có ổn rồi. Hình như nó làm bài xong rồi. Lẹ thiệt. Đề này dù có sức chúng phải làm hết thời gian mới xong. Đúng là thằng bé đặc biệt. Đặc biệt cái gì mà đặc biệt? Coi chừng nó hổ láo, hoặc là lần này nó kiếm chuyện. Để tôi xem bà vợ nó kỳ này ra sao. Con xin phép quan cho con ra ngoài. Hả? Lính bắt nó. Dạ. Nhỏ, đi vô. Buông ra. Đi. Nè, làm bài xong chưa? Sao không nộp mà bỏ đi? Làm không nổi phải không? Dạ, con làm bài xong rồi. Mà đọc lại á, thấy văn chương giả ẹt, thúi hoắc, người không vô, nên con không có nộp đâu. Mấy quan đừng có coi, thúi lắm. Nói gì mà thúi vậy? Tôi đâu biết nó nói gì đâu. Tôi đâu biết đâu. Văn của ngươi hơn vạn người, cứ đưa đây. Thơm hay thúi á thì giám khảo sẽ tự suy xét. Con nói thiệt đó quan, đang làm bài mà con chịu không nổi luôn. Bài văn con thúi hoắc à. Bây giờ con phải đem kiếp chỗ chôn nè. Mà mấy quan đừng có coi nha, thúi lắm. Mấy quan mà đọc thúi đáng chịu. Đừng có trách con không nói trước nha. Thúi quá à, con hết chịu nổi rồi. Để con kiếp chỗ chôn đây. Ê, 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 đừng chôn, đừng chôn, đừng chôn. Chôn văn. Nó đem đi chôn. Trời nói chôn văn sao? Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe nói ai chôn văn hồi nào. Lính. Dạ quan. Ngươi chạy theo nó, coi nó có làm giống y như vậy hay không. Dạ, đi con biết đi. Rồi. Dạ. Cho lính đi rình thì đúng là thằng nhỏ táo gan đó, nó thật sự nó đem cái ông Nguyễn nó chôn xuống đất bỏ đi bột nước ở chúa thượng. Chuyện này
trải suốt chiều dài lịch sử khoa cử chưa từng có. Dạ đúng rồi chúa thượng. Văn mình, vợ người, ta chưa thấy ai tỉnh táo như thằng bé đó. Thấy cái văn mình thúi tới nỗi ngửi không vô. Ta tò mò muốn coi bài văn đó. Dạ bẩm chúa thượng, hạ quan thấy chuyện này không nên. Bởi vì thằng nhỏ này nó lắm chiêu nhiều trò lắm. Nó dám ngạo đến ban giám khảo chúng thần nữa đó. Mà lỡ có thất thố gì sợ ê mặt chúa thượng quá hả? Im đi. Dạ. Ngươi còn dám nói nữa hả? Nó nhạo báng là phải rồi. Bao lớn mà sợ thằng nhóc 7-8 tuổi. Nghe lệnh ta, cho người tới chỗ đó đào cái ống quyển đó lên, coi nó là gì. Mau. Dạ tuân lệnh chúa thượng. Được sự chấp thuận của chúa thượng, cùng các quan có mặt ở đây, có cả thằng nhóc này nữa nè, ta sẽ mở tang vật để cho các ông chứng kiến. Dạ bẩm quan, con nói rồi đó nha, dân con thối hoắc, mở ra thối đáng chịu, đừng có trách con à. Câm miệng lại. Kể từ giờ phút này, khi nào ta cho nhà ngươi nói thì nhà ngươi mới được nói, hiểu chưa? Ta xin mở cho các quan chứng kiến. Ôi trời ơi, Ôi, sao mà cứ vậy? Có trò gì nè? Ôi, chịu hết nổi rồi. Đó, con nói rồi mà mấy quan không chịu nghe. Đến đâu? Dạ. Đem tang vật, đưa nó cho chúa thượng trị tội. Nhanh lên. Dạ. Ai là người của tí ta? Quan thái phó, đúng rồi. Này lên tí. Trời, thú thiệt đó. Vừa có châu chấu, vừa nước tiểu. Tưởng tượng cái lúc mà mở ra, châu chấu nó bay tứ tung, chắc tức cười ha. Vậy bây giờ mình bỏ thêm châu chấu không? Thôi được rồi, anh đi đi, để em lo cho. À. Thiệt là hết nói nổi. Bây giờ đã giải tới sân rồng rồi sao? Dạ bẩm quan. Quan ơi, quan cứu sư phụ tí đi quan. Thôi được rồi, để ta tới đó coi sao. Dạ. Trễ quá rồi, nhanh nhanh đi, để còn tới sân rồng nữa. Chú lính ơi, chú cầm cái ống đó chi vậy? Thú quắc à, sao quăng đi? Còn chi nữa, cái này là tang vật, thế nào chú cũng hỏi tới. Nếu mà chú hỏi tới mà đưa cái ống thúi ình như vậy thì con sợ thất lễ. Thế nào chú cũng bị la là thiếu linh hoạt cho coi. À hả? Thiếu linh hoạt à. Vậy chú nghĩ đi. Tang vật vẫn còn đó. Mà cái ống thúi quắc như vậy, nếu đưa cho chú cầm thì phải rửa cho sạch chứ, không thì còn làm do chúa nữa. Con biết da con thúi thì ngại hết sức. Nước kìa, chú rửa đi để bị la đó. Đứng yên đây nghe chưa, không được đi đâu nghe chưa. Dạ. Tao quay lại liền đó. Dạ bẩm chúa thượng, thần xin thay mặt cho tất cả các quan giám khảo trường thi, thần khẩn xin chúa thượng hãy trừng trị tên này thật là nặng, để làm gương cho những kẻ dám giỡn mặt với nền thi cử. Với lại á, rửa thúi cho những người đại diện nền học thuật nước nhà như chúng thần. Thằng nhóc kia, ta nghe nói người khuấy đảo Trường Khuy quá tâm bà bận. Tại sao? Bẩm chúa thượng, con có khoái ai đâu, con làm việc con mà. Trường thi là chốn trang nghiêm, đâu phải là trò chơi con nít mà người tới đó giỡn mặt chứ. Dạ con đâu có giỡn đâu, con chôn văn con nói thúi rồi, mấy quan không có tin, đào lên mở la làm chi. Đó, chú thượng thấy không, nó đâu có sợ ai đâu.
vừa láo mà vừa lì nữa. Dạ chúa thượng, xử cho thật nặng nha chúa thượng. Dạ bẩm, con xin tự bào chữa. Chuyện này hoàn toàn là tại ông này. Tại ông này? Tại sao? Tại sao tại ta? Dạ đây, có mặt vị giám khảo này. Còn con nói dân con thối lắm, mà ông cứ nói dân con thối mà cũng hơn dạng người, rồi cho người lén đào lên chi? Bẩm chúa thượng. Dạ bẩm, bẩm chúa thượng, tên này nói láo thiệt nè. Dạ bẩm không phải nói chôn dân. Vì chôn cái gì? Dạ dạ bẩm, nó cố ý bỏ nước tiểu vô trong cái ống quyển á, rồi nó bỏ châu chấu vào, rồi nó chôn dưới đất để chơi hạ thần đó. Dạ bẩm an cho con, nếu con chôn mấy cái thứ dơ bẩn đó thì quan đem vật chứng ra cho chú thượng coi có phải không. Có vật chứng à, đem vật chứng ra đây. Bẩm chú thượng, đây là vật chứng. Ngươi. Dạ. Lại hửi thử coi. Thúi, thần không dám hửi. Ta có nghe thúi gì đâu. Các quan ở đây có ai nghe thúi không? Để thần. Thúi mà. Thúi. Ủa sao không nghe mùi gì hết trơn vậy? Dạ không nghe mùi. Đó, xin chú thượng coi đi. Các quan coi đi, cái ống sạch trơn à, có chút dơ bẩn nào đâu. Có dân con thối thôi à, khi không con chơi cái trò dơ bẩn nó làm chi. Ủa sao cái ống sạch trơn vậy? Dạ con rửa cho nó sạch đó, tại con sợ. Ngu. Trời đất ơi, tan giật mà rửa sạch làm cái gì? Dạ xin quan tha tội cho con không biết. Dạ bẩm chúa thượng. Rõ ràng rồi nha, con vô tội đúng không chúa thượng? Đúng không các quan? Vậy con xin về trước nha. Ngươi. Ê, vậy làm sao ta xử? Ngươi, mai mốt tôi nghỉ hửi cho đàng hoàng. Dạ. Lại là thằng bé đó nữa sao? Dạ bệ hạ, không biết làm sao mà thằng bé đó tìm ra được con thiên lý mã của thần bị mất trộm. Vừa tinh nghịch, vừa phá phách, vừa ngang mà lại vừa giỏi, đúng là kỳ tài. Ta nói ta sẽ gặp nó, nhưng mà chưa gặp được. Nhưng mà ngoài thằng bé không còn ai nổi bật sao? Dạ bẩm chưa thấy, nhưng sắp tới thi đình, bệ hạ nhớ chuẩn bị tinh thần cho việc lớn. Ta nhớ rồi. Qua cái cổng này là thoát, xong rồi anh em mình vào qua. Hả? Đi. Hai con tính đi đâu vậy? Dạ con nhớ mẹ, con muốn về. Con có một lần thi nữa, ta đã xin cho con đoái công chuộc tội rồi đó. Ráng đi, đừng có làm mất mặt ta. Nhưng mà lần này lỡ tới đậu thì sao? Con không muốn ở đây, nhưng mà con cũng không muốn tới ở đây nữa. Thì thi thử coi sao rồi về. Một lần nữa thôi, bệ hạ muốn gặp hai đứa nữa đó. Chán thiệt á, ở đây đâu có gì vui đâu. Con có biết đất nước đang rất cần hiền tài như con không? Con cũng đâu có hiền, mà cũng đâu có tài gì đâu. Hồi ở nhà suốt ngày cứ mơ lên kinh chơi, mới được có vài ngày mà ngán ngược gì đâu á. Anh muốn về quê thăm mẹ, anh nhớ mẹ muốn chết luôn á. Thì em cũng nhớ chứ bộ. Thôi anh tèo ráng đi, mình bỏ đại về tới làng thì cũng bị bắt bẻ à. Cha nuôi. Chú thiệt. Ý. Cha nuôi ơi. Cha nuôi. Đây. Dạ. Cha nhớ con lắm. Con cũng nhớ cha nữa. Ủa mà sao hai đứa lại ở đây? Có ai đưa đi không? Dạ tí đi thi đó chú. Tí đi thi hả con? Dạ. Con giỏi quá. Ủa mà sao chú Thiệt ở đây vậy? Chuyện dài lắm. Thôi bây giờ mình kiếm chỗ nào ngồi đi,
rồi chú kể cho nghe. Dạ. Dạ. Tranh ơi, cho kể ông nghe đi. Sao chú lại ở đây vậy? Cha tha phương cầu thật, bị lừa mất hết vốn liếng. Bây giờ thì ta phụ cho một quầy thuốc, suốt ngày cha đi giao thuốc cho người ta, chứ giờ về làng biết làm cái gì mà ăn. Không sao đâu, cha nuôi về đi. Về làng rồi kiếm tiền chị làm. Có mẹ con, còn có con nữa nè. Mà ông chú là ông không như hồi trước nữa đâu. Vậy hả? Dạ. Dạ, đợi tí thi đậu, làm quan rồi tí sẽ giúp chú thiệt. Ráng lên nha con. Dạ. Ngươi mặc quần áo y chang như thí sinh, sau đó trà trộn vào đám sĩ tử chờ lệnh ta. Ngươi á, tiếp cận xẻ một nhát dao trên cổ rồi biến. Chuyện này mà bể ra chu diệt cửu tộc cho không chơi đâu. Biết rồi. Còn tiền thì sao? Ngươi đừng có lo, bố cáo vua Băng Hà một cái là ngươi sẽ có tiền. Hả? Mấy người đó tính giết vua. Giết vua? Dạ. Phải báo ngay cho vua biết. Nhưng mà làm sao đây? Làm sao mình vô được cung vua? Phải tìm cách. Phải báo ai đó. Nhưng mà báo ai đó? Còn chú Thiệt thì sao? Chú đang ở trọ ngoài thành, con đừng có lo. Con đi lo việc kia đi, cái đó quan trọng hơn. Dạ, để con nói quan thấy phó cho cha nuôi vua ở chung với tụi con, rồi mình đi luôn. Thôi khỏi đi con, con có lo việc của con ngay đi. Cha ở ngoài, rồi hẹn ngày cùng về. Dạ, dạ cũng được. Chừng nào về, tụi con sẽ báo tin cho cha. Vậy tụi con đi nha cha. Dạ con đi nha chú. Cẩn thận nghe con. Dạ. Đi đi. Cho con vô đi, con năn nỉ đó. Mấy chú cho con vô đi mà. Con năn nỉ đó mấy chú. Cho con vô đi. Con năn nỉ luôn á. Vô đi mà. Có chuyện gì? Chuyện gì mà ồn ào vậy? Dạ bẩm chú Thượng, có hai tên này tới quấy rối. Có chuyện gì mà? Dạ bẩm, con có chuyện tới bẩm báo mà. Thằng nhóc này muốn tới phá nữa hả? Đúng không? Bẩm báo cái gì? Nói. Dạ bẩm, có người muốn giết vua. Cái gì? Có người muốn giết vua? Đâu ra chuyện đó? Tại sao nhà ngươi biết? Dạ, hai thằng con đang đi chơi ngoài thành, thấy một ông mặc dữ dằn, dữ ơi là dữ. Biểu một ông mặc cũng dữ không kém, đâm ông vua một dao cho ngọt. Chú Thượng là người bảo vệ vua đúng không? Chú bắt ông đó đi chú. Chính tai ngươi nghe thấy? Dạ, cả hai đứa con vừa nghe vừa thấy luôn. Con nghĩ báo cho chú là đúng nhất, bởi vì chú bảo vệ vua mà. Đúng rồi, giỏi, giỏi lắm. Cái này là cọc lớn đó. Ông mà ác đó, chú Thượng nhớ nè nghe. Chừng nào bắt được rồi kêu con coi có đúng không. Ta biết rồi, ta nhớ mà. Nhớ đó nghe, không được nói chuyện này cho ai biết, kể cả quan thái phó. Để ta điều tra được hốt trọn ổ tụi nó, biết chưa? Dạ. Lên. Dạ. Thưởng cho hai đứa nhóc này đồ ăn ngon, nhiều bánh kẹo, rồi lấy kiệu đưa hai tụi nó về. Dạ. Dạ. Làm ăn cái gì vậy? Đến đứa con nít còn biết cái chuyện này. Chú Thượng tha mạng, chú Thượng tha mạng. Thần con biết sao thằng nhóc đó, nó luồn lách, nó len lỏng ấy, mà nó nghe lén được chuyện này. Thần kính miệng lắm, thần kính miệng lắm. Im đi. Hên là nó báo cho ta hay, lỡ nó báo cho hoàng thái phó hay thì vậy, chuyện bể tùm lum rồi sao? Bẩm chú Thượng, thần có một cách. Cách gì? Xử luôn hai thằng nhóc đó. Ừ,
Cũng được. Vậy mà ta nghĩ không ra ta. Để bớt đi một mối lo. No quá. Chú Thường cho hai đứa con ngồi kiệu về tới tận đây. Dạ, đã dây còn ăn no, no muốn nứt cái bụng luôn á. Rồi tụi con được đem bánh kẹo về nữa. Con chưa bao giờ được vậy luôn á. Cũng may là nhờ tí đó. Mới hôm qua, chú Thường còn đòi trừng trị con, mà hôm nay lại cho con ăn đã đời. Là thiệt. À, dạ. Dạ đâu có gì đâu. Tại chú Thượng nói á, đọc lại mấy bài lần trước, thấy con làm cũng được, nên đổi ý thôi. Ờ, dạ đúng rồi Quang. Vậy cũng tốt. À phải rồi, lo ôn bài đi. Ngày mai tới thi đình, là kỳ thi quan trọng nhất để tìm ra tân khoa trạng nguyên. Ráng giật giải á, rồi về quê mà làm rạng rỡ tông môn. Dạ. Ê, tí ơi tí, nếu mà tí đậu trạng nguyên á, vậy có khi nào mình được đi về bằng kiểu đó? Tí ráng đi, tí không phải đi bộ, còn cho chú thi về chung nữa. Anh nghe là anh khoái rồi đó. Nhưng mà đậu á, chỉ có được về chồng mẹ các cũng phải đi làm quan à. À mà thôi, hai đứa mình mang bánh kẹo ra cho cha thiệt đi. Ờ, được á. Phải chi á, chú thiệt dọn vô ở chung với tụi con là ngày nào cũng được ăn ngon rồi. Tí phải thi mà, ở đông phân tâm mà cũng làm phiền quan không có tốt đâu. Tí, ngày mai con ráng thi nha. Ờ, mà cái vụ em sát vua đó tụi con báo quan chưa? Dạ, tụi con báo rồi, báo với chú Thượng á. Hả? Tại sao báo ông đó? Ủa sao vậy cha? Ta chỉ là dân đen, mà còn nghe trong triều chú càng ngày càng lộng quyền, coi bộ muốn phế vua luôn đó. Hôm qua ta cũng sơ suất quá, để tụi con dính vô chuyện này. Chắc không sao đâu cha. À, ngày mai con thi, ta muốn vô chung với con. Nhưng mà mai con cũng vô nữa nè, có gì chú đi với con đi. Còn mấy đường tắt từ nhà quan thái phó vô đó đó. Ờ. Dạ đi. Xin chào hoàng thượng. Ngày mai là kiếm ra tân khoa rồi, dự tính lớn, chắc là hoàng thượng lo lắm đúng không? Không hẳn chỉ lo, trẫm còn hồi hộp vui mừng nữa. Thần cũng vui, nhưng mà không có hồi hộp. Khi thần làm chuyện gì, thần phải nắm chắc kết quả trong tay. Còn hoàng thượng, hồi hộp như vậy, cơ bộ không nắm chắc lắm đúng không? Không phải là không chắc, ta chỉ nóng lòng muốn diện kiến những hiền thần mới thôi. Không cần nóng lòng, hoàng thượng sẽ sớm có kết quả. Trẫm cũng mong là vậy. Thôi, trẫm phải đi chuẩn bị đây. Dạ. Hoàng thượng. Sao, có gì thay đổi không hay vẫn như cũ? Bẩm chúa thượng ạ. Bẩm chúa thượng, có một sự thay đổi nho nhỏ để cho nó chắc hơn. Ta không để cho hoàng thượng kịp nói gì khi vua bước lên bục, lúc đó
ta sẽ đóng trường thi lại, rồi cài người, cài sát thủ vào để ra tay xử lý. Còn hai thằng nhóc đó? Hai thằng đó chú Thượng cứ yên tâm, hãy để cho hạ thần xử lý. Tí, ráng kỳ này nhận giải tài nguyên nha, cho mẹ với chú thiệt vui. Tí, con ráng thi cho tốt nha, đừng có dở trò quậy nữa. Con cũng không biết nữa. Tí, em thử làm trạng nguyên coi sao, thế nào mẹ em cũng vui. Cho anh với chú thiệt ngồi ké kiệu về làng cho oai nha. Ủa, sao cái ông đó, chú nói là điều tra mà sao bây giờ ông vẫn ở đây? Giờ tính sao? Giờ tính sao con? Dạ thôi, tới giờ con phải vô thi rồi, con phải vô đây. Trời nuôi với anh Tèo ở đây theo dõi ổng, rồi có gì báo cho quan cái phó nha. Tao biết rồi, con đi vô thi đi. Con đi nha cha. Tèo à, bây giờ con đi theo dõi tên đó, để ta tìm cách báo cho hoàng thượng biết. Dạ chú. Cậu bé đi đâu đó? Thả tôi ra! Thả ra! Thả tôi ra đi! Có người muốn giết vua á! Ngươi về thằng Tiết hỗn hào, sắp bị giết rồi! Lát ta sẽ hỏi nhà ngươi. Bây giờ hãy ở yên đó! Thả tôi ra đi mà! Thả tôi ra đi! Tôi nói thiệt mà! Có người muốn hãm hại vua đó! Hay là ông cho tôi gặp chúa đi, để tôi báo lại với chúa. Ngươi và thằng Tí là chuyên gia phá rối, mà lần này không có thoát đâu. Ở yên đó. Không ấy á, hay là ông báo với vua đi, kêu vua chạy đi. Cái này là tôi nói thiệt đó. Không nói, im miệng. Thả tôi ra đi. Có ai ở đây không vợ? Thả tôi ra với. Có ai ở đây không vợ? Thả tôi ra đi. Thả tôi ra đi mà. Thả tôi ra với. Có chuyện gì? Ta có nghe tiếng con nít kêu la. Bẩm quan thái phó, không có chuyện gì đâu, chỉ là một tên tiểu đồng làm hư chuyện, hạ quan phạt nó quỳ gối thôi. Mong quan thái phó đừng bận tâm. Thả tôi ra đi mà. Người đã kiểm tra việc điều động thêm quân cấm vệ xong chưa? Nhất thiết phải điều động thêm đội cấm vệ để phụ canh gác, để đề phòng sự cố ngoài ý muốn. Hồi nãy hạ quan có đi tìm quan trưởng thì dễ, tự nhiên gặp mấy cái chuyện giặc giảnh này, nên xử lý xong rồi, giờ hạ quan đi tìm ổng. Bây giờ hạ quan xin đi. Cảnh tượng này khởi đầu cho một cuộc chấn hưng đất nước. Trẫm thấy xúc động lắm. Bệ hạ, nếu giả sử chú bé kia đậu trạng nguyên, bệ hạ nghĩ sao? Ta có đọc qua những bài làm gian dở của nó. Nó đúng là văn tài hiếm có. Có điều còn nhỏ mà lại quá ngông nghênh, phải có thời gian sửa tánh. Và bẩm bệ hạ, về buổi lễ, để chắc chắn, thần đã cho điều động đội cấm vệ quân qua bảo vệ trường thi. Triệu tướng quân cũng thuộc phe ta, sẽ đứng ra bảo vệ bệ hạ và phòng trường hợp xảy ra sự cố. Tốt lắm.
bệ hạ, chuyện gác thì xin cứ giao lại cho thần. Xin bệ hạ lui gót về thư phòng để nghỉ ngơi, để chuẩn bị buổi trao tam khôi. Vậy mọi chuyện ở đây khanh hãy lo liệu. Dạ. Hết giờ làm bài, mời các sĩ tử nộp bài thi của mình. Bài thi gì đâu mà khó quá. Hết giờ rồi, anh làm bài đã xong rồi đó. Tôi cũng chạy vậy. Tôi làm để coi coi. Sau đó chúng ta nghỉ giải lao một khắc. Khi có tiếng trống lệnh, các sĩ tử tập trung ở ngoài sân rồng để chờ hoàng thượng công bố trao giải tam khôi cho ba người đứng đầu bảng vàng. Dạ. Cha nuôi đâu? Anh không biết. Hồi nãy anh với chú chia ra, xong anh bị bắt, khó lắm anh mới thoát được. Không biết giờ chú ở đâu nữa. Ủa ai nhốt anh vậy? Thì cái ông quen ẻo ẻo đó, ổng kêu là anh gây rối, ổng bắt anh lại. Anh nói là vua sắp bị giết mà ổng không có tin. Cha nuôi nói đúng đó, tụi mình ngu thiệt. Bá tùm lum không suy nghĩ gì hết. Biết ông đó phe nào. Ờ hả? Giờ sao đây? Chú thiệt nói là báo vua mà ổng biết là có báo chưa nữa. Phải tìm cách ngăn vua không được bước lên đó công bố kết quả. Nhưng mà tìm cách nào để ngăn lại? Theo em, công bài thi chưa nộp. Xong rồi, mà kệ đi, lẹ. Hả? Ta chỉ truyền lời của chú thượng. Ông nghe hay không thì tùy. Nhưng nếu quân của ông đi lại ồn ào, mất trật tự của trường thi, tội trạng là do ông. Ta bảo trước, đừng có trách. Bất kể cuộc khảo thí thế nào, đội quân của ta cũng được bố trí để bảo vệ trường thi lẫn hoàng thượng. Tại sao lần này bị cắt giảm? Người nói ta nghe. Triệu tướng quân, ông nên nhớ, bây giờ là thời bình. Đội quân riêng nội phủ chúa đủ để bảo vệ hoàng thượng. Mấy ông được rảnh rang như vậy, làm gì phải khó chịu. Nhưng ta cảm thấy bất an. Cả triều đình ai cũng biết hoàng thượng đang bị chúa giam lỏng.
ta không để sự nguy hiểm của hoàng thượng lọt vào tay các ngươi. Ông đi mà nói với chúa thượng. Được, nói thì nói, ta sợ gì hả? Tèo, đứng đây chờ em nha. Nè, thằng nhóc kia đang trong giờ thi, chạy đi đâu lung tung vậy? Dạ, tại con mắc tè, con phải đi giải quyết. Nhớ lại đang trong giờ giải lao mà. Mà hồi nãy ngươi kêu ta có chuyện gì? Quang, Quang, có chuyện động trời lắm á Quang. Cái ông Quang bầm trần hồi nãy nói cái gì á, mà Quang vừa đi một cái con nghe ông nói chuyện với mấy thuộc hạ của ông, họ cười Quang quá trời luôn, sặc sụa luôn. Mấy ông cười, mấy ông nói cái gì ta? Dạ, mấy ông nói Quang á, thì con công á, thua con gà trống thiến. Đá không được, thịt thì dai nhá, còn thua thú bỏ đi. Trời đất ơi.